Sao cậu cô cậu chú lại dám dây thành gã những nhà tù thế này? Chú thần đáp: Dạ, thưa bà, đấy là cơ ngơi của thời đại cũ để lại đấy à? Cô lắc đầu: Các cô cậu chú phải tháo cửa đóng lên thềm gai ngay. Chế độ cũ đẩy nhóm các cháu vào đây, chúng ta phải tiếp tục nuôi dạy ý tương lai của các cháu. Thế rồi bác Hồ đi vào trong đài. Khi vừa nhìn thấy bác, chúng trẻ hòa lên xuống trường bên quanh bác. Bác đi thăm từng các phòng ở, phòng ăn, phòng học, nơi các cháu vui chơi. Bác khen cô gái còn đoan ngắn nắp sạch sẽ, nhưng còn điều gì chưa ổn các cô các chú có biết không? Chú có người nhìn bác vừa xúc động vừa lúng túng, rồi chú thật mạnh dạn đáp: Thưa bác, các cháu ở trại còn chân trôi lắm mà. Bác Hồ lắc bố hồ mình cười: Chú nói mới đúng một phần nhỏ thôi. Đối với các cháu mồ côi, điều lớn nhất là phải bù đắp tình thương cho các cháu. Các cháu đã không còn bố, còn mẹ, thì các cô, các chú ở đây là bố, là mẹ của các cháu. Các cô, các chú mới dạy các cháu phải đem cả tình thương của người làm cha, làm mẹ, mà thật sự, mà chăm sóc, mà dạy dỗ. Rồi bác lại hỏi: Trong tài con nhiều cháu kém không? Chứ bác gặp cháu kém tại nhất trại dân nào? Em con ra quanh tay đứng trước mặt bác. Bác ngồi xuống nhẹ nhàng thích mái tóc em. Bác hỏi: Em cháu là gì? Con nhanh nhỏ đáp: Thưa bác, cháu tên là Quốc Lùi à? Bác Hồ nhìn em ai ngại: Vì sao cậu bạn gọi cháu bằng cái tên đấy? Quốc đáp: Bác, cháu hay trốn trại, cháu bị quá hàng rào nên vào các ngõ phố à? Bác Hồ lắc đầu: Tại sao cháu không ở trong trại mà lại trốn ra ngoài? Quốc ngập ngừng đáp: Thưa bác, cháu ở trong trại khổ cực lắm mà. Rồi Quốc nhìn bác nghẹn ngào không nói nên lời. Bác Hồ xoa đầu em. Bác đã thấu hiểu tất cả những điều Quốc chưa kịp nói với bác. Rồi bác Hồ khuyên em: Từ nay cháu phải từ bỏ cái tên Lùi, giữ lại cái tên Quốc. Nước mắt càng xem rửa trên hai má Quốc. Rồi bác Hồ dẫn em ra chỗ cả tài năng tập hợp đón đời bác. Bác kể cho bác anh nghe một số gốc tốt của thiếu nhi trong kháng chiến chống Pháp. Và bác kể cho bác anh nghe về tuổi niên thiếu thơ niên thiếu của bác, còn cả em đã không ngừng được nước mắt. Rồi bác khuyên các em như ông dạy cháu: Từ nay các cháu phải vâng lời cả cô, cả chú bù đắp, phải ngoan ngoãn, thật thà, lễ phép, kính trọng người già, để yêu thương kẻ tàn tật, khổ đau, thương yêu nhau như anh chị em ruột thịt, và phải dũng cảm sửa chữa những lỗi lầm của mình, những khuyết điểm, để sau này các em sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Các cháu có hứa làm những điều bác vừa dạy không nào? Một tiếng có vang lên đều gấp và sôi nổi. Bác còn dạy các em là phải nói gương theo tấm gương dũng cảm của liệt sĩ Kim Đồng trong học tập và rèn luyện. Nếu cả đại phương tiến bộ vượt bậc, bác sẽ còn về thăm các em nhiều lần nữa. Từ đó trong những đôi mắt của các em đều ánh lên niềm vui nhận quà bác. Em cũng không còn lùi ra ngoài trại nữa mà giữ chân mình trong tim. Và có câu chuyện này trong trung học cơ sở Quảng Thanh một phát đăng tới quý vị, một phóng cao là hãy học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chọn một người, một chi kinh điều bạn.